Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Kim Nhung xin kính mời quý khán giả trở lại theo dõi chương trình The Kim Nhung Show. Chương trình Mỗi tuần một sự kiện tuần này trở lại với tiến sĩ Phan Quang Trọng. Thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cũng như là thế giới, hiện nay cũng đã biến chuyển rất khác so với đầu năm và càng khác với năm 2020. Trong khi những nước bị nguy khốn vì dịch năm qua như là Anh và Mỹ hoặc là Đức v.v. họ đang ra khỏi cái tai họa một cách vững chắc do có thêm những vaccine. Thì ở các nước gọi là thành công chống dịch trong năm 2020, trong đó có Việt Nam, lại rơi dần vào quỹ đạo tệ hại của nạn dịch COVID-19 của một năm về trước. Chương trình này Kim Nhung Show cùng tiến sĩ Phan Quang Trọng ngày hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện về tình trạng khốn cùng mà người Việt Nam ở trong nước hiện đang phải chịu dưới cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và điển hình ở Sài Gòn hiện tại như là mô tả là một thành phố đang ở trên đà rất là tan vỡ và nguy hiểm. Kim Nhung xin kính chào, kính mời quý vị cùng theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng. Vâng, Kim Nhung xin kính chào tiến sĩ Phan Quang Trọng. Vâng, thân chào Kim Nhung và kính chào quý khán thính giả của chương trình Kim Nhung mỗi tuần một sự kiện. Dạ vâng, thưa với tiến sĩ Phan Quang Trọng, báo chí ở tại Việt Nam hiện đang được ở nhà nước Hà Nội, họ rêu rao và kêu gọi toàn dân cùng chính phủ cũng như là cả các những doanh nghiệp dồn sức để mà chống dịch. Chống dịch là một cái nhiệm vụ, là bổn phận của nhà nước. Giới cầm quyền tại sao lại kéo những cái doanh nghiệp vào và lại buộc thêm những người dân gánh một cái nhiệm vụ mà họ là chính là nạn nhân đang bị dịch bệnh tác hại. Thưa anh, trước khi chúng ta đề cập đến những chi tiết cần biết về cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, Kim Nhung xin mời anh cho biết một cách rất là tổng quát về tình hình mới mà anh có nhận định đây là cần phải điều chỉnh lại. Kính mời anh. Dạ vâng, thưa quý vị và Kim Nhung, chúng tôi không dám lạm bàn về khía cạnh khá chuyên môn này, nhưng theo dõi dư luận từ trong nước, từ người dân đến các vị làm việc trong ngành y dược tại Việt Nam, cũng như là các tin tức từ các nguồn, chúng tôi nhận thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã không còn tự tin như trong những đợt chống dịch thành công trước, mà gần như lúng túng trong lần này. Nhiều phê bình nặng nề và mỉa mai còn cho rằng là nhà cầm quyền Việt Nam không còn may mắn như trong 3 lần chống dịch trước. Ngoài các tuyên bố mạnh mẽ của giới lãnh đạo hay là báo chí lề phải, thì một thực tế cho thấy rằng là Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lâm nguy nếu không điều chỉnh cách chống dịch hiện tại. Một sự thật nói lên điều đó là, thưa quý vị, hiện nay Việt Nam chỉ có khoảng 2% dân số được chủng ngừa COVID-19. Đây là tỷ lệ có thể nói là thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á, thua cả Lào và Campuchia. Để đi tìm nguyên nhân thì các nhà hoạt động trong ngành y dược đã thấy ngay rằng không phải Việt Nam thiếu phương tiện. Thì thưa quý vị, thế giới đã có thuốc chủng ngừa và nhiều quốc gia đang viện trợ thuốc và kinh nghiệm chống dịch cho Việt Nam như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu, rồi Liên Hiệp Âu Châu và ngay cả Trung Cộng. Và thưa quý vị, nguyên nhân không phải là thiếu phương tiện, nhưng là cách chống dịch cũ đã không hiệu nghiệm nhưng vẫn được đem ra ứng dụng trong lần này. Như việc quá chú trọng vào các hoạt động tập thể, rồi đẩy mạnh vai trò can thiệp của nhà nước. Một trong những hành động có vẻ duy ý chí và thiếu một chiến lược lãnh đạo có tính khoa học trước tình hình thực tế đã biến đổi quá nhanh và quá mạnh trong những tuần qua. Thưa quý vị, chính sách cũ dẫn đến những việc như là giảm vai trò tham gia chủ động của người dân, của các tổ chức y tế, và đã đẩy những cá nhân và hệ thống y tế vào một thế gần như bị động và quá tải. Và chưa kể nhiều nghiên cứu cho thấy rằng virus lần này đã thay đổi. Nó lây lan nhanh hơn rồi ảnh hưởng sức khỏe đến những người bị nhiễm nặng nề hơn. Nhưng điểm chính vẫn là nhà cầm quyền lần này lại quá tự tin, thiếu học hỏi nghiên cứu kinh nghiệm các nước đã thành công, rồi không tôn trọng các nguyên lý phòng chống dịch chuyên môn. Đó là nhận xét của chúng tôi trong đợt chống dịch lần này của Việt Nam. Chúng tôi không tin là cái việc chống dịch giống như là chống giặc,
như là nhà cầm quyền và truyền thông nhà nước đã cương lên trong những tháng qua. Và đây chính là nguyên nhân của những khó khăn cần được tìm hiểu và thay đổi trước khi quá trễ. Vâng, theo như phân tích của bác sĩ Trần Tuấn, là giám đốc trung tâm nghiên cứu cũng như là đào tạo phát triển cộng đồng, thì tác nhân gây bệnh, cái virus SARS-CoV-2 giờ đây thì đã khác so với cái hồi khởi dịch từ cái nguyên thủy ở Vũ Hán, ở Trung Cộng, cũng đã biến thành lần lượt thành các cái virus như là Alpha, Beta, Gamma, rồi những cái virus như là Delta hiện nay đang hoành hành ở Việt Nam, nguy hại hơn cả cái loại virus trước đây về cái tính lây nhiễm cũng như là cái khả năng gây bệnh, kể ở những cái giới trẻ, và cái hình thái đó phát hiện cũng có thể biểu hiện nặng hơn nữa. Như vậy tóm lại, virus ngày hôm nay nó phải nói nguy hiểm hơn và nó khôn lanh hơn và tàn bạo hơn. Như vậy anh có thể nói rõ về cái loại virus hiện tại đang tác hại ở Việt Nam thưa với anh? Vâng, đúng thế thưa quý vị và cô Kim Nhung. Bác sĩ Trần Tuấn trong một bài viết đăng trên Facebook cá nhân của ông và đã được một số báo lưu truyền trong nước cũng như là ngoài nước là Việt Nam đang phải đối phó với loại virus khác nguy hiểm và tàn bạo hơn là hai từ ngữ vị bác sĩ này đã dùng để mô tả về các loại chủng này. Giống như tất cả các loại virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi thông qua đột biến, và những đột biến này ngày càng tăng thêm và tạo ra các phiên bản virus hơi khác so với virus chủng gốc, được gọi là các biến thể. Và đôi khi đột biến đã dẫn đến hậu quả là virus lây lan dễ dàng hơn, khiến người bị nhiễm sẽ bị bệnh nặng hơn hoặc làm cho vaccine trở nên kém hiệu quả. Và các biến thể từ dạng đột biến này là những biến thể hiện đáng lo ngại nhất. Theo các báo cáo y tế từ trong nước thì Việt Nam đã ghi nhận ít nhất là 7 biến chủng của SARS-CoV-2. Trước đó, vào sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố kết quả giải trình tự gen các mẫu cho các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc bệnh COVID, thì cho thấy là 29 mẫu thuộc biến chủng B.1.617.2 hay còn gọi là biến chủng Delta, thuộc vào loại biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ. Và thưa quý vị, biến chủng Delta qua kết quả giải trình đã xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc từ tháng 5 và bây giờ đã xuôi Nam và các tỉnh miền Trung và Nam Việt Nam. Thưa quý vị, biến chủng này được coi là biến thể nguy hiểm nhất hiện tại trong số 4 biến thể của virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện. Hiện đã có hơn 80 quốc gia ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng này và nó đang lây lan với một tốc độ vượt ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia dịch tễ. Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của WHO là ông Mike Ryan đã cảnh báo biến thể Delta có thể khả năng gây tử vong cao hơn và khả năng lây truyền nhanh hơn giữa người với người, và cuối cùng nó sẽ tìm tới những người dễ bị tổn thương, khiến họ phải nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng và có khả năng tử vong. Đó là những lời tuyên bố của ông Mike Ryan. Và một phần nguyên nhân của việc gia tăng tỷ lệ biến chứng nguy hiểm khi mắc biến chủng Delta nằm ở các biểu hiện lâm sàng không đặc trưng hoặc không có triệu chứng khi nhiễm virus. Có nghĩa là người mắc bệnh rất dễ hiểu nhầm là bản thân của họ chỉ mắc bệnh cảm lạnh thông thường. Vậy thưa quý vị vẫn đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng về những tình hình chống dịch ở tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng trở lại theo dõi sau một vài thông tin thương mại của Đài.